Chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog hay quý vị. Thì tiếp tục phiên ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho quý vị những cái thông tin mà liên quan đến cái vấn đề như là của người sĩ ưu tú Vũ Linh và cái câu chuyện như là sóng gió gia tộc. Thì quý vị cũng biết thì ngày hôm nay thì nghe những cái lời đồn của từ phía phe phái mẹ con bà Sáu thì nói là ngày hôm nay Bùm Bùm và Thành Mỹ, thậm chí là chồng của chị Hồng Loan thì sẽ ra khỏi cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm ha cả nhà ha. Nhưng mà tới giờ này thì mọi người ta vẫn chưa có ra ha cả nhà ha. Thậm chí là mọi người thì vẫn đang ở trong nhà của chị Hồng Loan, vẫn hoạt động bình thường và ở bình thường ha. Chỉ có những cái thành phần như là con Nga Hô hay là mẹ con bà Sáu hay là cái thằng Long Dịch, những người đó mới không được ở đây ha. Tại vì quý vị cũng biết chị Hồng Loan nó có quyền mà, đúng cả nhà, người ta có quyền chủ nhà, có thể là cho ai ở thì ở. Thật sự thì còn những cái người mà không liên quan thì sẽ bị đuổi đi ha. Thậm chí con Cún, mấy vị cũng thấy con Lucky đó cả nhà, con Lucky nó còn được ở trong nhà nữa mà. Nói chung cái mấy người đó, đúng cả nhà. Nhưng mà ở đây quý vị cũng biết thì hầu như là ông Bảy thì hầu như cũng khá là bức xúc về Bùm Bùm nha cả nhà. Bùm Bùm thì cũng đã lên tiếng nói về mọi người, thậm chí là đừng có tấn công vào ông Bảy nữa, thấy ông bệnh nặng rồi, ông sắp ra đi rồi, đúng cả nhà. Nhưng mà quý vị cũng biết thì ông Bảy cũng đã lên những cái bài như là cũng từ mặt, nó thật sự là từ mặt Bùm Bùm đó cả nhà. Nhưng mà ở đây mọi người ngày hôm nay đây thật sự là mọi người lên chửi ông Bảy quá trời cả nhà ơi. Có thể là ông Bảy đã bị một cái thế lực nào đó ở đằng sau chỉ cho viết bài và lên từ mặt con mình ha cả nhà ha. Thường thường ta nói hổ dữ không ăn thịt con, mà ông Bảy này ổng nghe những cái lời xúi dục từ ở bên ngoài, và thậm chí thì ổng đã lên chửi mắng miết, và thậm chí là ổng nghe đâu đó là ông mời luật sư để làm tới cùng, để cạch mặt luôn, không nhận luôn nha cả nhà ha, cũng làm lớn luôn cả nhà. Thì quý vị cũng biết ngày hôm qua thì hầu như là Bùm Bùm cũng lên tiếng nói mọi người đừng có tấn công vào ông Bảy, đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì Bùm Bùm chính thức xin lỗi mọi người nha. Bùm Bùm cũng nói xin lỗi và Bùm Bùm đã nhận sai nha cả nhà ha. Nhận sai ở đây là không phải là nhận sai với ông Bảy nha cả nhà. Nhận sai ở đây là nhận sai với tất cả mọi người. Chứ không phải là nhận sai với ông Bảy. Tại vì khi mà Bùm Bùm lên tiếng mà binh ông Bảy, nó nói tốt về ông Bảy, thì bây giờ nhận lại cái là sự chỉ trích của ông Bảy. Thậm chí là mọi người đã khuyên Bùm Bùm là thôi, người gieo nhân nào dập quả đó thôi, từ từ thì những người đó cũng sẽ là người bị nghiệp vật thôi. Nói chung là lúc đó có thể là Bùm Bùm cũng hay là một chút phút yếu lòng, mềm lòng, thấy là không nên thấy ba mình bị như vậy mà người ta lại bỏ qua, đúng không cả nhà. Có thể là một phút là yếu lòng là bây giờ em đấy phải chịu cái cảnh như là bị ông Bảy tấn công và chửi rất là nhiều, thậm chí rất là nặng nha cả nhà ha. Thì Bùm Bùm cũng có đăng, em ấy đăng lên một cái thông tin thì em đã sai rồi. Thật sự là sai là khi mà đã lên tiếng bảo vệ và nói về ông Bảy. Và thậm chí thì quý vị cũng biết ở đây có rất là nhiều người như là Bách Hóa Bà Năm nè, Võ Lý Giao Cơ nè, thậm chí là những cái thành phần này thì quý vị cũng biết là lên ủng hộ cho mẹ con bà Sáu và bảo vệ rất là nhiều ha. Ở đây nó lên nó chửi chị Bùm Bùm rất là nhiều nha cả nhà ha. Làm con đã tròn chữ hiếu chưa Bùm Bùm? Con vô mà đọc cho kỹ, họ nói vì về ba con, vậy mà con còn quay qua xin lỗi họ thì ba con từ con phải rồi, vô phước quá. Cháu thì chửi chú khốn nạn, nó thì chửi ba con đó Bùm Bùm. Ông Hề vô danh, nói ba con tán tặng lương tâm, không nên tồn tại trên cõi đời này. Thằng này nó cũng chửi ba con nè Bùm Bùm. Con Mã Lai thì nó nói con ba con, trời không dung, đất không tha. Con này nó cũng chửi ba con nè Bùm Bùm. Cũng như á, là những người này đang nói trách về Bùm Bùm ha. Rất là nhiều người chửi ông Bảy nhưng mà Bùm Bùm lại không lên tiếng binh vực ha. Đây nè, chấn động nghệ sĩ lớn, chú Bảy chính thức thuê luật sư lập bàn hương án từ con. Đây là chú Bảy từ con nha, từ mặt ha. Mình chỉ thấy là cái câu chuyện này thì nó chỉ có trong phim thôi, nhưng mà ngoài đời thì vẫn còn nha cả nhà ha. Là chú Bảy đóng cái vai chính nha cả nhà ha. Ở đây quý vị cũng biết đây thì chị Hồng Loan cũng có lên một cái thông tin nha cả nhà ha. Thật sự thì Võ Thái Thành Mỹ thì cũng đã khi mà nhắn một cái thông tin là bọn họ quá trời quá đáng, không thể là chịu nổi được, thì chị Hồng Loan cũng có vô để viết một cái bài. Ở đây nói chung thì chị cũng khịa thôi, cũng không có mục đích gì nhiều, nhưng mà chắc chắn những người đó sẽ rất là đau rồi cả nhà ha. Võ Thị Hồng Loan mắc nhân tính, cạn lời ném đá giấu tay,
gấp lửa bỏ tay người là gì ghẻ thúi nát, và là người kẻ được cho là máu ruột họ hàng văn đớt. Những câu từ đó quá quen thuộc được cho chính là doanh nghiệp làm bé, là danh thiếp làm bé đó cả nhà. Con nhỏ làm lỗi gì mà cứ vào cắn xé, chẳng liên quan gì một tờ hung thú, không có bài đặt chứng cỏ, thúi nguyên một góc trời. Chẳng ai nuôi con nhỏ dạy, dỗ ngược một đời, một miếng cơm, một cái quần, cái áo cũng không mà thích cắn. Không ai kêu gọi tên mình hết, thì đừng bao giờ thả nhớt, tâm sinh tướng, sinh luôn cái nết. Nết của những cộng ruột thừa, không bao giờ cật là không bao giờ là được công nhận. Ở đây là chị Hồng Loan. Có thể là nói về một số những thành phần ha, như là mẹ con bà Sáu luôn á, bao gồm tất cả đó cả nhà, là như, thậm chí là cái vợ của ông Bảy thì mẹ rẻ ha, nói chung là dì rẻ thì có khi nào mà thương con chồng đâu cả nhà ha, cái chuyện đúng rồi, thì nó sợ mà đó, khi mà ở chung thì nó sợ người dành tài sản gì nữa, rất là nhiều thứ nha, nên nó tìm bằng mọi cách ha, tâm sinh tướng mà luôn cái nết luôn. Thậm chí thì những cái người chị Hồng Loan cũng có nói rồi, ở đây là bật mí nha cả nhà ha, đó những cái cộng ruột thừa thì không bao giờ sẽ được người khác công nhận ha, và ai cũng sẽ không bao giờ công nhận đến những cái cộng ruột thừa này ha cả nhà ha. Thì ở đây nó thật sự thì cũng có rất là nhiều người cũng gửi đôi lời đến chú Bảy mình ha cả nhà ha, tại vì chú Bảy hồi tối cũng có đăng một cái status, nhưng mà đăng thậm chí là cái vợ của ông Bảy đó cả nhà, quý vị cũng biết là vợ của ông Bảy thì người ta cũng là một nghệ sĩ lớn nha cả nhà ha, nhưng mà ở đây thì người ta có những cái lời phát biểu cũng rất là ghê gớm. Nó chửi rất là nhiều nha cả nhà ha. Tại vì khán giả cũng nói mày viết bài trên Facebook của Bảy Báo, có ngày thằng con ở Hàn Quốc của mày nó từ mày đó còn ở dơ đó. Người ta cũng sẽ bình luận nhắn tin vào cái nick của vợ ông Bảy đó cả nhà. Bắt đầu người ta trả giá, người ta chửi nè cả nhà. Em sẽ đọc cái bài mà vợ ông Bảy chửi nha. Mày đang nói gia đình của mày hả? Nghiệp sẽ đến với gia đình của mày thôi. Đồ cặn bã ngu ngốc. Mai mốt tụi nó kêu mày ăn ăn ức, mày phải tin và làm theo nhé. Ở dơ, xin lỗi, cái lờ của tao còn thơm hơn cái miệng của mày đó, kha kha, đồ ngu. Các bạn thấy không, lại thêm một kỹ sĩ lớn lên trên mạng xã hội chửi khán giả ha cả nhà ha. Nói ta nói cái lờ của người ta đó cả nhà, cái lờ thúi đó còn thơm hơn cái miệng đó, ghê không cả nhà ha. Và thậm chí là chửi là kêu đi ăn ức ăn gì đó ha, rất là ghê gớm nha. Đây là những cái phát biểu mà của những người mà nổi tiếng bậc nhất bậc nhì trên giới showbiz ha. Các vị thấy em nói thật sự bây giờ những người đó thì hầu như nó đâu có biết nhục nhã gì đâu cả nhà. Thật sự luôn, nó chỉ muốn làm sao á mà có tiền, thậm chí là làm sao có thể là chiếm được cái tài sản của gia đình Hồng Loan, bất chấp thậm chí là ngu lắm. Em thật sự như này ngu lắm. Bị mẹ con bà Sáu dẫn dắt hay là cái con tiên ngáo gì đó dẫn dắt lời ngon tiếng ngọt, bây giờ lên viết bài từ con mình. Đó, thật sự ông Bảy thì con người ổng thì không thể nào mà dùng từ ngữ nào diễn tả được. Con mình nó lên binh mình rồi mà ổng còn lên ổng sỉ nhục con mình, sỉ giả con mình, tấn công con mình, rất là ghê gớm. Ở đây thì hầu như có rất là nhiều người ngày hôm nay thì đã gửi đôi lời đến chú Bảy mình ở nhà ha. Đây em sẽ đọc cho quý vị nghe. Vậy gửi vài lời đến anh nhiều chú Bảy. Thật sự nhìn thấy sự tàn đàn sẽ nghé của gia đình anh mà em hơi chạnh lòng. Ở đây em không nói về chuyện tài sản, chuyện quyền sở hữu, nhưng ở đây em xin phép được nói về tính nhân văn và tình mẫu tử. Em không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng đối với bản thân của em thì ngoài người tạo ra em là người em tạo ra thì mãi mãi là một lựa chọn số một. Có thể do cuộc sống của anh đang chịu nhiều áp lực nhờ anh có những suy nghĩ mà xã hội người ta thường gọi là mù quáng. Em biết rằng anh không còn trẻ nữa, sức khỏe không cho phép anh phải bận tâm suy nghĩ, nhưng tại sao anh lại tự tạo áp lực cho riêng mình chi vậy? Trong khi nhận thức và suy nghĩ của anh biết là không có lợi cho riêng mình, anh còn nhớ rằng ở những thập niên 80-90 gần cuối giao thừa, đêm nào anh em mình cũng ra ngoài đầu ngõ đón giao thừa. Lúc đó anh rất là hiền hậu, cộng thêm được có chị Hoa Mỹ luôn luôn ở bên cạnh anh chăm sóc từng chút cho anh một. Lúc đó anh em trong xóm ai cũng ghen tị anh lắm. Họ nói anh có phước lắm mới có một người vợ hiền, vừa đảm đang vừa bản lĩnh nữa. Thời đó tường cổ Huỳnh Long thì quê sắc bốc, ai qua được mẹ bùm bùm.
đến những người đào chánh còn phải rụt rè trước sự sắc sảo của hoàng mỹ của mẹ bùm bùm. Nói tóm lại, chị ấy đẹp không tì vết. Nói thật sự thì ở đây thì người ta nói đang nói về cái vấn đề như là mẹ của chị bùm bùm hay cả nhà ha. Nói tóm lại thì chỉ có điều chị ấy không được vọng cổ, không ca được vọng cổ thôi, nên hết tuần này đến tuần khác chị ấy chỉ có thể là bấy nhiêu. Chị đóng toàn vai tỳ nữ, có thể bùm bùm nó nhận thức khác, nhưng nội tâm nó đang rất là áp lực. Anh phải hiểu như vậy, vì trong con người và tính cách của em ấy vẫn còn biết anh là ba, nhưng thật sự anh quá phũ phàng, làm cho con nhỏ đến nghẹt thở. Chắc chắn một điều, em nó sẽ nuốt ngược nước mắt vào trong đó. Nếu thật sự còn nghĩ tới em nó, thì xin anh hãy đừng làm đau em nó một lần nào nữa. Thằng gửi đến anh. Đó là tất cả những lời mà người ta nói về ông Bảy nha cả nhà ha. Rất là bức xúc luôn. Ở đây cũng hỏi là xin hỏi chú Bảy, ông đã bao giờ là ông nuôi nắng bùm bùm chưa mà ông đòi từ nó vậy ông? Nó không hận ông thì thôi, đằng này ông trách ngược lại nó, ông xứng đáng làm cha ngày nào chưa? Con vật nó đẻ ra nó còn thương con của nó, ông còn thua một con vật nhé ông. Cha già và mụ dì ghẻ độc ác, dì ghẻ suốt đời vẫn là dì ghẻ thôi. Vai diễn trên sân khấu thì anh có thể dẫn dắt, còn vai này thì chắc các đoàn tinh ha dẫn lối vậy nha. Mục đích của chúng tôi là trong drama này là chỉ biết nhân vật chính. Ở đây thì những cái nhân vật khác thì quýt. Thật sự thì những cái người lên nói về ông Bảy thì ngày hôm nay hầu như rất là nhiều cho cả nhà ha. Em nói là sự thì rất là nhiều, đọc không thể nào hết, nhưng em sẽ lựa những cái thông tin nào mọi người viết rất là hay, em sẽ chia sẻ đến cho cả nhà ha. Tại vì ông Bảy bây giờ quá là rõ ràng rồi ha. Tại vì quý vị cũng biết không, những cái nghệ sĩ mà nổi tiếng mà người ta lên người ta viết bài cũng, thậm chí là anh Lê Tính cũng có lên nữa nè cả nhà. Anh Lê Tính cũng thấy rất là bất bình khi trong cái câu chuyện này. Anh Lê Tính, anh đọc bài của anh Lê Tính cho mọi người nghe nha. Lại một lần nữa, tôi đã đúng khi hành động theo chính kiến của mình. Hung dữ thì không ăn thịt con, còn thằng này nó nuốt không còn xương, không chừa xương luôn. Khi chưa có tin nhắn của Ni, tôi đã không đồng tình vì bùm bùm mà bỏ qua cho tên này. Và Bi Thế Tử cũng kiên định giống như tôi. Thêm một lần nữa, chúng tôi minh cho cộng đồng mạng thấy, đối với ai có thể khoan dung tha thứ, nhưng với đám đòi nhà cho ở thuê thì tuyệt đối là không. Xin lỗi bùm bùm, người này không xứng đáng em gọi là ba, vì quá tăng tặng lương tâm, không quên tồn tại trên cõi đời này. Lúc đầu á thì mọi người khi mà thấy bùm bùm lên tiếng như vậy đó cả nhà, thì hầu như mọi người cũng ủng hộ, cũng động viên, nó cũng muốn cho tha thứ cho ông Bảy này đi ha, thậm chí muốn bỏ qua cho ông Bảy, không muốn làm lớn chuyện với ông Bảy này. Nhưng mà khi quý vị cũng biết rồi, ông Bảy cũng đã giết mình cái thâm tư của mình và cái nguyện vọng của mình trước khi ông mất ha. Ông không cần ha cả nhà ha, ông không cần chờ bùm bùm xuất hiện. Đây là cái bài viết của cái bà vợ nha cả nhà ha, vợ của ông Bảy ghê lắm. Gửi tên thời tâm sinh tướng, hình như tôi nhớ không lầm, lúc sinh thời thì anh Năm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã không thích anh, và chính miệng anh đã nói với tôi tại quán cà phê, anh nói anh không biết anh làm gì mà cậu Năm không ưa anh. Giờ tôi đã hiểu ra rồi, anh Năm nhìn ra sự giả tạo hiện lên con người của anh tâm sinh tướng, nên có bao giờ anh tiếp cận được anh Năm Vũ Linh đâu. Anh có dám thề là anh không có nói với tôi điều đó chưa? Trước khi muốn nói xấu về người khác thì hãy nhìn lại mình nhé. Ở góc lỗ nào nhà của tôi mà anh nghe và biết tôi xúi chồng tôi từ con vậy? Anh hề tâm sinh tướng kia, tôi đối với bum thế nào thì tự lương tâm nó hiểu nhé. Tôi không phải là thứ nhỏ nhen mà nhiều chuyện. Ghê không? Ở đây là người ta đang nói là có thể là vợ của ông Bảy là kẻ đứng phía sau chủ mưu mọi chuyện nha cả nhà ha, và thậm chí là xúi dục ông Bảy từ con, vì người ta lên đính chính nha. Ta chửi quá thì chửi nha cả nhà ha, người ta không có làm gì nha. Ở đây còn một cái bài rất là hay, em sẽ đọc ở chỗ quý vị nha. Cũng nói về cái tư cách của ông Bảy. Một người làm cha mất tư cách theo VBG. Văn chương này Bảy xèo viết, vì không bao giờ tên người ta bảo viết hoa và viết luôn tuồng không heo dấu vết câu như nội dung. Nhưng nếu Bảy báo không đồng ý thì ai lấy Facebook post bài? Càng ngày bá càng tâm Bảy đó bà xèo à. Ông bà ta nói, thà suối con người đánh con người, chớ dục người bỏ vợ.
bà hận ông anh chồng ghét cái nết bà hầy hầy, ý lệ mà nheo của bà mà bà suối chồng đi ngược với đạo lý nhân sinh. Cái hội trời chu đất diệt của bà khăng khăng hô hào bằng mọi cách để chứng minh là anh Năm vô tử vô tôn, ròng rã 9 tháng nay đã gieo rắc nghiệp lên vợ chồng bà, sủa cha từ mặt, bôi bác đứa con gái không sao. Xưa nay thì nữ sanh thì ngoại tộc, nó có còn cha còn mẹ để nó thờ mãi mãn kiếp đủ rồi. Còn vợ chồng bà để chồng bà nuôi con tu hú ây già. Còn cái thứ đàn ông thì ngu ngục vỗ quật khe khang, mình chỉ có một đứa con trai thôi. Tôi nhổ tôi khổ xã hội này gây vô số và gây hồ lộ bắt chước hỏng tới cái bóng người nổi tiếng thì gây hô chờ và nói cưới vợ sanh con, nói dòng tùm lum mà ngáo liên ngáo ngơ. Chắc tôi nọc nành đó mấy ma mấy mẹ à. Ở đây nghiệp phủ ngập đầu không lo, rốt cuộc bôi nhọ chết chấu vào mặt mình. Má đi mằng đào hát hơn 30 năm mà má nói hai đứa con gái hồ võ chưa một lần bước lên sân khấu mà lại diễn giỏi như biên đạo, làm sao mà nội tụi nhỏ hổng ca hổng hát hổng diễn mắc mớ gì múa và biên đạo với vũ đạo. Biên đạo là gì mà chèn câu đó vô chất vớt chị má tào lao bỏ si bà này chèn tôi tức gấm ghê luôn nè. Dốt từ trong trứng nước là có thiệt á nghe, cho nên đừng nói thêm bớt, nói gì cũng phải logic nha. Hợp lý không? Tôi bắt dò tụi này rất hợp lý nè. Tức ghê á. Tức là hai vợ chồng này đều biết cái miệng của tôi, biết cãi không lại vì không bằng bù lít bằng tôi. Tôi chửi gì mà im phăng phắc, chửi lại rình đập chửi lén tôi nhục lắm đó nha. Chả giỏi cứ ôn gì, chỉ chả treo với những người thấp cổ bé họng mà thôi, chứ làm gì được ai mà làm này làm lại lố lăng thì không ai làm lại. Gia đình á, đây thì đang nói về cái đống bài con bảy nha. Gia đình thì không phải là ngầu nha, họ toàn số kiểu hồn ai nấy giữ, bị cái mỏ mồm của ai cũng nên có gõ lưa lưa mà chạm tè le lên nhau, đoàn kết với những tinh thần toàn bị thần kinh dị á khoe miết gia đình huyết thống mà toàn những thứ dân khác họ khác tông. Có thể là nói dân khác họ khác tông có thể là vào hơn vậy ha, nó nên thật sự là gia đình đoàn kết đó. Còn có mỏ vô sữa con cháu trong họ mà người ta là sao, đứa nào khoe hài ấy à, có hiểu quê cũ huyền dữ chưa, mà quần lát lạc vẽ cho em biết là cha kia nửa cuộc đời trước trọn đạo con bạc nghĩa thủ tục. Nói chung thì ở đây người ta đang nói về cái vấn đề của ông Bảy là một người ba mà có thể là tán tầm lương tâm mà có thể là bỏ con mình chỉ vì một chút những cái lợi lộc trước mắt hay cái nào ha. Rất là hay luôn. Chú Bảy rất là ghê gớm nha cái nhà ha. Đây thì mình sẽ đọc lại cái bài của chú Bảy cho cái nhà nghe nha cái nhà ha. Chắc cũng có rất là nhiều anh chị em cũng nghe rồi, nhưng mà em cũng muốn chia sẻ là một chút cho cả nhà. Chú Bảy chia sẻ trên cái face của mình nha. Có vài lời tôi gửi đến cô bùm bùm. Thưa cô, thời gian qua tôi đã chọn cách không nói vì tôi không muốn làm trò cười cho thiên hạ như cô. Nhưng hôm nay tôi phải nói thưa cô. Trước đó tôi chưa hề mở miệng nói từ cô, nhưng cô và Hồng Loan đã lên kế hoạch chúc mộ anh tôi, nói tôi vì tranh chấp tài sản mà từ cô, và tôi cũng đã làm theo ý nguyện của cô và cho cô vừa lòng hả dạ. Tôi đã chính thức tuyên bố trước cộng đồng mạng tôi chính thức từ cô, và tôi yêu cầu cô từ đây đến ngày tôi nhắm mắt đừng nói gì đến tôi nữa vì quan hệ với chúng tôi và cô đã rõ ràng. Tôi không chấp nhận cô để tan tôi, cô nhớ cho kỹ nhé. Tôi sẽ nhờ pháp luật ghi nhận mối quan hệ huyết thống giữa tôi và cô tôi rõ ràng. Tôi phải khâm phục cô và cô Hồng Loan. Chưa một lần bước lên sân khấu mà các cô biên đạo và vừa dựng kịch bản và diễn xuất quá tài tình hơn diễn viên chuyên nghiệp, cộng thêm những sự sắc sảo, trá đặc, bịa đặc. Anh tôi nếu còn sống, chắc cũng vỗ tay khen ngợi mấy cô. Tôi nhắc lại, đây là lời cuối cùng tôi nói. Đừng để tôi phải nói ra hết sự bất hiếu và giả tạo của cô. Ai muốn hiểu tôi hiểu linh này như thế nào cũng được. Xin chân thành cảm ơn. Đó, thì em đã đọc lại một cái bài viết mà của chú Bảy mình. Chú Bảy mình cũng đã chia sẻ lên cộng đồng mạng thì chính thức là từ bùm bùm ha. Và sau này thì không biết sau này là bao lâu nữa nha cả nhà. Chắc chắn là sau này thì không còn bao lâu nữa đâu, thì chú Bảy cũng sẽ ra đi thôi. Nhưng mà chú Bảy cũng đã quyết định nha, không cho bùm bùm lại nhà hay là để tan các thứ các kiểu nha, là chú Bảy đã quyết định. Nhưng mà quý vị thấy không, ở đây có rất là nhiều người
nói là có thể là chú Bảy đã bị một cái thế lực nào đó ở phía sau giật dây nó. Thật sự là những người chủ mưu hay là chùm cuối đó, có thể là mẹ con bà Sáu hay là những con tiên ngáo, những người đó hay là những mà nhà báo 20K đó, 20K, những người đó nó ở sau nó chủ mưu, nó viết bài lên cho những người này đăng lên. Thế người thấy không, chú Bảy viết bài văn qua lý luận ghê lắm cả nhà. Không biết thật sự chú Bảy có viết được như vậy hay không ha, như hay là những người nào đó viết để đưa chú Bảy đưa lên ha, thì chắc chắn cái điều đó sẽ có là đúng cả nhà. Nhưng mà ở đây á thì hầu như là mọi người cũng lên chửi chú Bảy rất là nhiều nha, tại vì người ta nói là chưa từng thấy cái tiền lệ mà vì tài sản, tranh chấp tài sản mà có thể là từ bỏ con ruột hay là nhận một người ở ngoài làm con nuôi để có thể sau này để giao hết những cái tài sản cho nó đó cả nhà. Đó, còn con ruột của mình, cháu ruột của mình, chính thống của mình là có thể là bỏ sang một bên ha. Đây mình không hiểu là ông Bảy này ông như thế nào. Ông lớn tuổi rồi mà không lẽ mình dùng những cái từ ngữ nặng này để mình lên xúc phạm với ông, đúng không nha? Nhưng mà mình thấy cũng thấy là những người nghệ sĩ mà nổi tiếng như là bà Sáu hay là vợ ông Bảy gì đó, những người ta tự xưng tự phong người ta là nghệ sĩ nổi tiếng mà lên có những cái hành động với khán giả, thậm chí là có những cái câu từ tục tĩu chửi khán giả thì thôi, vì thấy rõ ràng rồi, chửi không 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 còn từ nào mới diễn tả được luôn, đúng không cả nhà? Em thật sự không biết là ai sẽ là người đi xem những cái show diễn của vợ chồng ông Bảy, và thậm chí là mẹ con bà Sáu, với ai mà rảnh đi bỏ tiền luôn, thật sự luôn. Mình không biết ai lại có thể là tin tưởng mẹ con bà Sáu mà đi bỏ tiền đi mua vé mà xem hát, trời ơi trời, không hiểu luôn cả nhà. Mà coi coi án có đợi tới đó đây có ai xem không ở nhà ha. Nhưng mà ở đây á, mình thấy người tội nhất trong cái vấn đề này của ông Bảy chính là Bùm Bùm, đúng không cả nhà? Người ta đã lên rồi, thấy người ta cũng nghĩ một chút xíu tình nghĩa cha con, cũng lên lời nói tốt cho ổng một chút xíu rồi, nhưng mà ổng không không suy nghĩ ha, ổng cũng bị xúi giục cả nhà ha. Đây là mình nói trên một cái góc độ gia đình ha, tình yêu thương ha. Nó thật sự khi mình đẻ ra một đứa con thì mình nuôi nấng từ nhỏ tới lớn, mình chăm sóc nó thật sự biết bao nhiêu quá trình đó, đúng không cả nhà? Nó mới lớn, nó mới trưởng thành được, mà bây giờ nỡ lòng nào mà từ bỏ nó cũng gì, từ bỏ được thấy thiệt. Hay là đó ông có nuôi nó đâu cả nhà, hay là đó ông có nuôi Bùm Bùm đâu, ông đâu có biết được cái cực khổ. Ông chỉ lo ông đi hát đi diễn rồi ông về, ông sáng tí ông chưa hề yêu thương, chưa hề quan tâm ẩm bế một ngày nào, nên là ông mới có thể phát ngôn qua những cái câu nói đó, làm cho một người con của mình thật sự rất là đau lòng. Mình nghe cái câu chuyện nhưng mà bây giờ thì Bùm Bùm thì cũng đã lên nhận sai ha. Nhưng mà cái vấn đề đó, quan trọng ở đây thì bên phía phe phái của Sáu Bào Bảy Báo đó cả nhà, thì người ta nói là ngày hôm nay thì sẽ dọn nhà đi, mà không thấy chưa thấy nha. Gắn đợi tới chiều ha, tới trưa tới chiều đó cả nhà. Thì sáng ngày hôm nay là vẫn bình thường nha, vẫn hoạt động bình thường, chưa có gì hết. Không biết thì tới chiều tối có dọn đi không ha, hay là những cái đồ đạc của ông mẹ con bà Sáu mới dọn đi, thì cái điều đó chắc chắn là như vậy rồi. Từ từ thì đồ bà Sáu cũng sẽ được đưa đi nha cả nhà. Đó thì nói chung thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho cô dì chú bác anh chị em thì cũng có bấy nhiêu thôi. Quý vị và các bạn có xem thì cũng nhớ cho em cái like và cái chia sẻ nha cả nhà. Thôi thì em xin kết thúc video đây, em xin chào và bye bye quý vị, bye bye.